Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận giải tử vi chọn đời tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 năm Mạng. Thưa quý vị, người Trung Quốc quan niệm con rồng tượng trưng cho quyền lực. Những người sinh năm Thìn đều đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Tiềm năng của họ rất lớn, chính vì thế mà họ thích khua chiêng, gõ trống và hành sự một cách rất rầm rộ. Liệu với tính cách được nhận định như vậy thì năm Mạng Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ có cuộc đời biến chuyển thăng trầm ra sao? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem qua những luận đoán sau đây. Gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976 năm Mạng có cung mệnh thuộc cung Trấn, Trực Kiên, Mạng Sai Trung Thổ, Đất Pha Cát, khắc Dương Liễu Mộc, con nhà Huỳnh Đế Phú Quý, xưng con rồng, tướng tinh con chuột, bà chúa Ngọc độ mạng. Khái quát tử vi chọn đời năm Mạng Bính Thìn sinh năm 1976 thông qua bài thơ sau. Bính Thìn số mạng tuổi này, tuổi cùng với mạng ấy là tương sinh, số người tính nết hiền lành, tánh thì đằm thắm, thuận hòa, tương lân. Mạng may có phước lộc trời, phong sương cũng lắm, gian nan cũng nhiều, số phải lập nghiệp phương xa, cửa nhà yên ổn, gia môn hiệp hòa, trung vận, làm có của, có kho, nhưng mà hậu vận mới là hiển vinh. Số này phước lớn mới an, không thời chết hụt, chết oan đã rồi, giận ai, nói dữ, nói nhiều, lòng không độc ác, nói rồi bỏ qua. Tổng quan, tuổi Bính Thìn là những người thông minh, tài trí, phóng khoáng và thích tự do. Cuộc sống dưới con mắt của họ lúc nào cũng tươi đẹp và tràn ngập sắc màu. Rất ít khi tuổi Bính Thìn buồn phiền, lo âu hay thiếu thốn, bởi từ nhỏ họ đã có cuộc sống sung sướng và đủ đầy. Khi trưởng thành, Bính Thìn dành nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân và phát triển sự nghiệp. Họ biết cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, không bao giờ có thái độ chán nản, bất cần. Đa số những người tuổi này đều gặp nhiều may mắn, dù không có cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng cũng không phải chịu cảnh vất vả, thiếu thốn. Là người có tấm lòng nhân hậu, bao dung, bởi vậy nam mạng Bính Thìn được rất nhiều người yêu quý và được hưởng thọ từ 80 đến 95 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người, cuộc đời của tuổi Bính Thìn sẽ gặp thêm nhiều may mắn và thuận lợi. Tình duyên. Tình duyên của nam mạng tuổi Thìn thường đến muộn và có phần kém may mắn hơn so với sự nghiệp. Một phần do họ quá kén chọn, chưa thực sự sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ gắn bó lâu dài. Có lối sống rất phóng khoáng, cuộc sống tự do, độc lập, vẫn được tuổi Bính Thìn ưu tiên lên hàng đầu. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch. Nếu muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực, những người sinh tháng này vẫn cần phải học cách lắng nghe, quan tâm và thấu hiểu đến người khác. Hơn nữa, những lúc xảy ra mâu thuẫn không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, nói nặng lời, làm tổn thương đối phương. Tuổi Bính Thìn sinh vào các tháng 4, 8 và 12 âm lịch, cuộc sống hôn nhân hòa thuận, hạnh phúc nhưng cũng khó tránh khỏi mâu thuẫn cãi vã xảy ra. Tuy nhiên, mối quan hệ này sẽ nhanh chóng gắn bó, hòa hợp trở lại. Tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 6, 7 và 11 âm lịch, thuận vợ, thuận chồng, đời sống tình cảm phong phú, gia đình hòa thuận, yên ổn. Nam mạng tuổi Bính Thìn sinh vào những tháng kể trên sẽ may mắn kết duyên với những người phụ nữ tốt bụng, tháo vát, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Gia đạo công danh. Tuổi Bính Thìn thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, nhưng trong cuộc đời có ít cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Ban đầu công việc còn khó khăn trắc trở, phải tự mình giải quyết, nhưng càng về sau, sự nghiệp càng thăng tiến. Từ tuổi 30 trở đi, nam mạng Bính Thìn gặp được nhiều may mắn hơn, những khó khăn trong công việc cũng đã được khắc phục. Đây chính là thời kỳ thích hợp để mở rộng quy mô làm ăn, tạo nên tên tuổi cho mình. Gia đạo, nhìn chung, yên ổn, êm ấm, không gặp phải điều xui rủi. Tuy nhiên cũng có những giai đoạn gia đình gặp nhiều khó khăn, căng thẳng, gây mất hòa khí với người thân. Để vận trình gia đạo luôn được bình yên, êm ấm, bản mệnh nên thỉnh đeo pháp khí hòa hợp hàng đầu phong thủy, đó chính là vòng tam hợp thân tí thìn. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được. Kết hợp với ba viên mã não màu đỏ, khắc hình ba linh vật thân tí thìn, mang năng lượng hội tụ, chiêu đón quý nhân, may mắn cho thân chủ. Đặc biệt, nhờ sức mạnh của tam hợp quý nhân sẽ giúp cho sự hòa hợp các mối quan hệ trong gia đình, gia đạo, từ đó êm ấm, bình an. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, thân thí thìn cũng cần phải được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày giờ để sử dụng, có thể phát huy được tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi hợp làm ăn, tuổi Bính Thìn là những người năng động sáng tạo trong công việc,
họ ham học hỏi và có thể thu thập thông tin, kiến thức cho mình ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên, những người này lại thiếu đi yếu tố quan trọng để chạm đến thành công, đó chính là sự kiên trì. Bởi vậy, tuổi Bính Thìn nên hợp tác làm ăn với tuổi Mậu Ngọ, Đinh Tỵ, Quý Hợi. Điều đó sẽ giúp họ có thêm kinh nghiệm, rèn luyện lòng kiên trì, bền bỉ của mình. Lựa chọn vợ chồng. Lựa chọn tuổi để kết duyên nợ vợ chồng sẽ giúp cho cuộc sống gia đình của những người tuổi Bính Thìn thêm hòa hợp, thuận lợi hơn. Kết hôn với những người tuổi Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Ất Mão, Tân Dậu, Quý Hợi, quý vị có một cuộc sống chung thủy, tình nghĩa, gia đình êm ấm, hòa thuận, con cái ngoan ngoãn nghe lời, lễ phép với ông bà, cha mẹ. Nếu kết hôn với những người tuổi trên, nam mạng Bính Thìn sẽ có được một cuộc sống sung sướng, cả đời không lo thiếu thốn. Kết hôn với những người tuổi Giáp Dần, Đinh Mão, Mậu Thân, Canh Thân, đời sống tình cảm vợ chồng phong phú, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên đôi khi, tài lộc lại không đến với mình giống như là mình mong muốn, cho nên hai bạn lúc nào cũng cần phải nhường nhịn, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn. Kết hôn với những tuổi Nhâm Tuất, Bính Thìn, nếu thực sự nghiêm túc trong tình yêu, nam mạng Bính Thìn có thể kết duyên với những tuổi trên. Tuy nhiên mối quan hệ này chỉ thực sự bền bỉ lâu dài nếu cả hai đều biết cách nhường nhịn, một lòng hướng về nhau. Kết duyên vợ chồng, xây dựng hạnh phúc riêng là việc quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Bởi vậy trước khi tiến hành tổ chức hôn lễ, người ta thường lựa chọn những ngày lành tháng tốt đặc biệt, tốt cho tuổi kết hôn. Và trong cuộc đời của Bính Thìn sẽ kém may mắn ở độ tuổi 18, 21, 24, 31, 33, 36, không thích hợp để tiến hành nói chuyện, ăn hỏi, cưới xin. Những người tuổi này nếu sinh vào các tháng 1, 2, 4, 8, 9 và 12 âm lịch, có số đào hoa, phải trải qua nhiều cuộc tình mới có thể tìm kiếm cho mình một người bạn đời phù hợp. Duyên phận không phải ai cũng có thể may mắn đến được với nhau. Bởi vậy Bính Thìn cần phải biết cách trân trọng, giữ gìn tình yêu của mình mới có thể hạnh phúc. Tuổi Đại Kỵ. Hai tuổi được gọi là đại kỵ của nhau khi kết hợp không mang lại hiệu quả, may mắn, thậm chí còn mang nhiều xui xẻo, rủi ro. Dù trên phương diện hợp tác làm ăn hay kết duyên vợ chồng, tuổi Bính Thìn cũng nên tránh những tuổi xung khắc để có được mối quan hệ hòa hợp lâu dài hơn. Những tuổi Đại Kỵ với Bính Thìn chính là Tân Mùi, Kỷ Mùi, Quý Sửu, Ất Sửu, năm khó khăn nhất. Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng sẽ có những năm tháng gặp nhiều khó khăn, gian nan, thử thách. Nhưng với thái độ đối mặt với từng người thì lại khác nhau. Có người tự tin, dũng cảm, có người lo sợ, bối rối. Tuổi Bính Thìn sẽ gặp khó khăn nhất vào những năm 19, 29, 31, 43, 47 và 53 tuổi. Trong thời gian ấy, bạn cần phải làm ăn cẩn thận, chắc chắn không nên chủ quan bất kỳ điều gì. Tốt nhất bản mệnh nên có trong tay mình pháp khí phong thủy để trợ lực mang lại cảm giác an tâm cho mình. Phong thủy gia cát, gợi ý bát bảo tâm kinh, chính là một trong những pháp bảo có công năng mạnh nhất của nhà Phật. Vật phẩm mang ý nghĩa Phật pháp to lớn, được chế tác từ bạc S999. Mặt trước chính là biểu tượng của bát bảo của nhà Phật. Mặt sau khắc chú bát nhã tâm kinh, khi mang theo vật phẩm này bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc suôn sẻ, thuận lợi, tai qua nạn khỏi. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy được công năng tối đa tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Khi bắt đầu những công việc quan trọng, mọi người thường chọn ngày lành tháng tốt để xuất phát. Tiến hành những công việc vào giờ chẵn, tháng chẵn sẽ giúp tuổi Bính Thìn tăng thêm may mắn cho mình, từ đó làm ăn thuận lợi, phát triển hơn. Diễn biến từng năm. Từ năm 18 tuổi đến năm 30 tuổi, đây chính là thời điểm Bính Thìn bắt đầu tự thân lập nghiệp, có nhiều trải nghiệm mới, vui vẻ và thú vị. Tuy ban đầu còn gặp nhiều khó khăn trong công việc, nhưng chỉ cần bình tĩnh, tự tin sẽ vượt qua được tất cả những thử thách. Những người này có rất nhiều tri kỷ, bạn bè tốt, đi đến đâu cũng được yêu quý và tôn trọng. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi, sự nghiệp tài vận có phần kém khởi sắc, làm ăn cần đề phòng, cẩn thận hơn. Tuổi 32 và 33, công việc ổn định hơn, khó khăn đã dần được khắc phục, gia đình hòa thuận, thương yêu nhau. 34 tuổi có nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình, nhà cửa công việc. 35 tuổi, tài lộc dồi dào, công việc dần dần phát triển tốt đẹp. Từ 36 tuổi đến 40 tuổi, 36 tuổi công thành danh toại, làm việc gì cũng gặp được may mắn, đạt được kết quả như ý, dù khó khăn cũng sẽ được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Năm 37 tuổi, công việc ổn định, tuy nhiên tình duyên không mấy thuận lợi, không khí gia đình dần trở nên căng thẳng. Tuổi Bính Thìn cần phải biết lắng nghe, nhường nhịn và dành nhiều thời gian chăm lo, quan tâm đến mọi người trong gia đình. Từ năm 39 tuổi đến năm 40 tuổi, gặp nhiều may mắn cả về công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên, sức khỏe. Cuộc sống có nhiều niềm vui, không có gì phải lo lắng.
Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi trọn đời tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 năm mạng trên đây sẽ chính là nguồn tư liệu hữu ích giúp cho tất cả quý vị. Vạn sự trên đời đều không thể nói một cách tuyệt đối, vậy nên những kiến thức tử vi trên đây chỉ mang tính chiêm nghiệm. Số phận còn lại thay đổi phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lạc và hanh thông.